Nó sang công mang loa. Xin chào tất cả mọi người. Hay, rồi không để các bạn chờ lâu thì mình bắt đầu thôi cả nhà nhá. Để cho công sáng Khoa Nguyên, sáng Kiều Anh, sáng công mang loa. Xin chào tất cả mọi người. Rồi, nội dung hôm nay của chúng mình là bài 32 và bài 33 trong giáo trình Minano no Hyōngo in the Yong Desu ne level số 4. Đầu tiên đó là nội dung đầu tiên của bài 32 đó là mẫu câu ta hoặc nai hồ gà i desu. Được chưa? Mẫu câu về tà về nai hồ và y desu nè, chúng mình sẽ áp dụng với hai động từ các bạn nhé. Một đó là về tà, hai là về gì bạn nhỉ? Về nai, mọi người nhớ chưa? Hồ và y desu nè. Thì bản chất của cái câu này đó là gì các bạn ạ? Nếu các bạn làm một cái hành động nào đó thì nó hồ và y để nó nghiêng về phía nó tốt hơn, thì mình dịch nó là bạn nên làm. Đây là mẫu câu cho người khác lời khuyên các bạn nhé, cho người khác lời khuyên. Được chưa? Thế bây giờ mình khuyên người ta không làm ấy thì mình sẽ đưa cái hành động nó về thế này. Được chưa? Ok chưa ạ? Đó. Nên nó không nên làm gì nhá, được chưa? Mình sẽ nói về một hành động cụ thể. Được chưa? Và đây là cách khuyên gì bạn nhỉ? À, khá là lịch sự nếu mà nếu mà mình khuyên bạn bè đúng không? Được chưa? Thì mình có thể bỏ cái đề sự này đi. Được chưa? Ta bên ai hồ và y để này. Đó. Được chưa? Tuy nhiên, các bạn lưu ý cho xe đó là bởi vì đây là mẫu câu xin khuyên cho người khác lời khuyên và nó có cái hàm ý là thế này này, nó có hàm ý là nếu mà bạn không làm theo cái những gì tôi khuyên ấy ngày xưa thì nó sẽ các bạn sẽ gặp rắc rối, cho nên mẫu câu này các bạn hạn chế sử dụng, biết là lịch sự rồi nhưng mà hạn chế sử dụng với là gì bạn, là người trên, được chưa, với khách hàng các bạn nhé, được chưa, nó hạn chế sử dụng với người trên khách hàng nhưng mình nói chuyện là bình thường thôi nói chuyện với đồng nghiệp này, được chưa, nói chuyện với bạn bè bình thường thì ok, được chưa, không vấn đề gì mọi người nhé. Còn trường hợp là mình nhất định vẫn phải nói câu này với người trên với khách hàng thì chúng mình sẽ hạ tông lượng xuống đúng không? Đó, đôi khi là cùng một câu bình thường thôi nhưng mà cái thái độ tùy vào cái thái độ của mình nữa mà nó sẽ là gì, cái câu này nó sẽ trở nên là lịch sự hay là nó thất lễ mọi người nhớ được chưa? Cho nên là câu này không nên, bình thường thì mình cứ không nên đúng không, sử dụng với là khách hàng với người trên, tuy nhiên nếu mà cần thì các bạn sẽ hạ giọng xuống một chút như nào. Rồi chúng mình sẽ đi về ví dụ nào. Đây để xem đây ikimashou. Đầu tiên mình sẽ có ví dụ đầu tiên đó là chúng mình có đọc được chữ Hán hay không nhở? À, có bạn nào nhìn vào câu này mà Hồ ga ii desu ne. Hồ ga ii desu ne. Chút tôi mặt tiền nè. Đây, sẽ sửa lại một chút nhá. Mình sẽ có là Hồ ga ii desu ne. Rồi, hay. Hướng dương sáng không mong ạ. Rồi, hãy. Mainichi undou shita hou ga ii desu. Đúng không? Mainichi undou shita hou ga ii desu. Câu này có nghĩa là gì các bạn nhỉ? Mai sáng không mong ạ. Xin chào cả mọi người. Mainichi undou shita hou ga ii desu. À, mình khuyên người khác mọi người nhé. Khuyên người khác ạ. Được chưa? Và mình có nói về hành động cụ thể. Đây là nói việc là gì? Mình undou shimasu. Mình vận động ấy mọi người. Được chưa? Vậy thì câu này sẽ là gì ạ? À, tôi khuyên bạn. Được chưa? Xe đây là lớp luyện đề JVT. À, thực ra là không phải lớp này, chưa, đầu tiên là không phải là lớp ạ, này chưa, đây là những cái buổi live thảo luận thôi chứ không phải là một lớp, không phải là một lớp bình thường cô C nhá. Lớp bình thường cô C thì các bạn sẽ có theo lớp này, chưa, và nội dung của cái chuỗi này, chuỗi live này ấy, là sẽ củng cố kiến thức của N4 thì nó không quá chuyên về luyện đề đâu, không quá chuyên về luyện đề đâu mà là sẽ là chuyên về củng cố kiến thức và làm bài tập ứng dụng. Còn nếu mà luyện đề được chưa thì chúng mình sẽ có một cái chuỗi khác nhá, chuỗi là chỉ có làm đề không nhá, Nguyễn Thanh Sang nhá. Thế nên nếu mà mình đang học trong quá trình là mình học N5 này, học N4 hoặc là chuẩn bị đi học lên N3 thì mình có thể là tham gia cái những buổi này, chúng mình có thể củng cố kiến thức N4 nha. Rồi, hãy suki. Tiếp theo, mình sẽ có câu tiếp theo là yoru hitori de. Đúng không? Mình sẽ là gì ạ? Yoru hitori de. Dekakenai hou ga ii desu. Vậy chúng mình khuyên bạn ấy là như thế nào đấy ạ? Yoru là buổi gì bạn? Buổi tối, buổi đêm đúng không? Hồi xưa tối muộn này. Hitori de, một mình đúng không? Dekakenai hou ga ii desu. Chúng tôi khuyên bạn là không nên ra ngoài vào buổi tối một mình đúng không ạ, ra ngoài một mình vào buổi tối chưa, Uyển Nhi sang không mang vào thì sáng thì ấy qua qua xe chơi nào hay đó, thì chúng mình đã có mẫu câu đầu tiên rồi các bạn nhớ được chưa, đó là khuyên người khác, mọi người nhớ được chưa, khuyên người khác nên không nên làm gì. Ví dụ bây giờ các bạn sẽ là khuyên đi, khuyên là khuyên mọi người nên học tiếng Nhật đúng không, chúng mình sẽ nói là Nihongo benkyou shita hou ga ii desu ne, đúng không? Đó, khuyên là không nên uống rượu đúng không? Thì chúng mình sẽ khuyên là osake o nomanai hou ga ii desu ne. Đó, ok thì cả nhà ơi, đây là một câu khuyên, nên là chờ lời khuyên khác đúng không? Chúng mình có thể ngày mai áp dụng luôn câu này đúng không? Đó, khuyên người ta nên làm thì sẽ đưa hành động về thể tạ. Khuyên người ta đừng làm thì đưa hành động về thế này, ok chưa? Ski. À, ski no bunpo desu ne. Mình đến với mẫu câu thứ hai là mẫu câu phán đoán. Được chưa mọi người, dự đoán, phán đoán. Được chưa ạ? Mẫu câu này chúng mình sẽ sử dụng cái từ là desho.
Chúng mình phát âm là でしょう ですね. Thế là thì mẫu câu này mình dự đoán cái gì thì mình sẽ đưa cái thông tin đấy về thể thường, mọi người nhắc được chưa, thể thông thường ạ. Trong thể thông thường thì chúng mình sẽ có là động từ đưa được về thể dự, thể này, thể tại này, đúng không? Tính từ đi y thì mình sẽ bỏ です đi, đúng không? Thành thể thông thường rồi. Tính như thế nào, danh từ ở dạng hiện tại tương lai là có đà. Tuy nhiên trong mẫu câu でしょう này thì chúng mình sẽ mất đà. Được chưa? Tóm lại mình dự đoán cái gì thì mình đưa cái thông tin đấy về thể thường. Nếu cái thông tin đấy đưa về thể thường mà có đà thì mình bỏ đà đi, không cần nữa. Ví dụ mình sẽ nói là dự đoán là ngày mai sẽ mưa nhá. Chúng mình có mưa là danh từ là gì bạn? Ame desu này. Đó. Thì bình thường mưa mà ở thế thông thường thì mình sẽ là ame đà, đúng không? Nhưng vào đây chúng mình sẽ không cần đà nữa, mình chỉ cần ame thôi, ame desho. Ok chưa? Thì có rất nhiều cái câu dự đoán, tuy nhiên cái câu dự đoán này sẽ là dựa trên thông tin chứng cứ. À, dựa trên thông tin chứng cứ. Cho nên là khả năng xảy ra của những cái việc mình dự đoán khá là cao. Thì cái mẫu câu để này rất hay sử dụng trong dự báo thời tiết các bạn nhé, đúng không ạ? Dự báo thời tiết thì mọi người thấy chưa, à chúng mình vẫn hay nghe các cô MC xinh đẹp bảo là gì, ngày mai trời có lẽ sẽ mưa, có thể sẽ mưa, đúng không? Thì cái phần thứ nhất là phần dự báo thì nó là dự báo cho nên không phải là 100% chính xác được. Tuy nhiên cái phần dự báo thời tiết là phải có dựa trên thông số ở đài thiên văn này, đúng không? Thông số, rất nhiều thông số, đúng không? Cho nên khả năng xảy ra của nó sẽ cao. Dạ đúng như sao. Kết thế sao chưa? Xin chào tất cả mọi người nha. Chúng mình đến với chuỗi N4 học sâu nhiều lâu. Được chưa? À, chúng mình buổi trước đã có gì gọi nhỉ? Từ bài 26 cho đến bài 31 rồi. Hôm nay chúng mình tiến hành bài 32, 33. Được chưa? Và đấy là cách sử dụng nha. Còn đi thi thì chúng mình chọn đáp án rất là nhanh dựa vào cái gì gọi phó từ. Đúng không? À, chúng mình có phó từ đi kèm là carbon. À, có lẽ đúng không? Hoặc là phó từ keto. Được chưa? Thì đối với phó từ carbon thì mình sẽ dịch là à có lẽ là. Còn nếu mà phó từ keto thì mình có thể đoán keto nó là à, chắc chắn mà mọi người được chưa? Đó. Cho nên mình sẽ dịch nó là tôi đoán chắc, vẫn chỉ là đoán thôi, tôi đoán chắc, được chưa ạ? Và chúng mình sẽ có câu dự đoán sẽ là đề sổ, còn hỏi về dự đoán của người khác thì chúng mình biến nó thành câu hỏi nhá, mình sẽ là đề sổ cả. Là liệu có gì đó không, liệu có kịp giờ không nhỉ, đúng không? Liệu ngày mai có mưa không nhỉ? Thì mình xem chữ cạn nó thành đề sổ cả nhà nhá, được chưa? Hay, chúng mình đi với câu ví dụ nhá. Hiện tuần anh sáng khao nhiêu sáng có máu ạ. Xin chào tất cả mọi người. Rồi. Các bạn nào đang học ở đây đang học N4 hoặc chuẩn bị học lên N3 không? Hay là có bạn nào đang học N5 không ạ? Rồi chúng mình sẽ đến với ví dụ đầu tiên nhé. Ashita, ame desho, đúng không? Ashita ame desho. À, chúng mình vừa nói với nhau rồi đúng không? Cái desho này nó sẽ đi về thể thường, tuy nhiên là tính từ đuôi nào danh từ sẽ là mất đà, nhân xưa ame bình thường tiếng thường là có đà thì bây giờ sẽ là mất đà rồi. Ngày mai trời mưa đúng không, ngày mai có lẽ là trời mưa, ashita ame desho. Thì cái việc mưa thì chúng mình có thể nói bằng danh từ hoặc động từ nhá. Động từ chúng mình sẽ nói là ashita ame ga furu desho, đúng không? Ngày mai có lẽ trời không mưa thì chúng mình phủ định nó đi, đúng không? Ashita ame ga furanai desho. Ok chưa cả nhà? Hay. Ví dụ tiếp theo nhá. Kare wa shiken ni gokaku suru desho, đúng không, được chưa? Dự đoán đúng không, được chưa? Và cái bởi vì cái desho này để thể hiện là khả năng xảy ra, đúng không? Những điều mình dự đoán cao cho nên là rất được hay dùng với những cái việc nào gì gọi là y cô tổ, những việc tốt, được chưa? À, cũng là một cái sự mong muốn là những cái điều đấy nó sẽ xảy ra ấy, mọi người, nó sẽ là thật đấy, được chưa? Kare wa shiken ni gokaku suru desho, đúng không? À, chúng mình có gokaku là đỗ đạt, đúng không, được chưa? Shiken là kỳ thi. À, có lẽ anh nghĩ sẽ đỗ kỳ thi, đúng không ạ? Được chưa? Thi đỗ đấy. Thế chúng mình chuyển này có hỏi nhá, thế thì à thôi sẽ là kare wa shiken ni gokaku suru desho ka, liệu anh có thi đỗ không nhỉ? Được chưa? Mọi người đã nắm rõ cái mẫu câu số 2 này chưa, về desho chưa ạ? Được chưa? Hay, mẫu câu này sẽ là gì, đưa ra dự đoán cả nhà nhất được chưa, dự đoán ạ. Được chưa các bạn? Ok rồi, các bạn bình luận dưới xem chị ok đi ạ. Được chưa các bạn? Ok vậy. Hay, không mang mang tủ lương sàng. Hôm nay xe có like hơi sớm một chút cho nên là chắc nhiều bạn vào này giờ mới vào này. Câu này cả nhà ok chưa nhở? Chúng mình xong mẫu câu tiếp theo nha. À, các đối với các bạn mà vào muộn thì chúng mình có thể xem lại video, có thể xem lại video đâu vào thời gian khác thì chúng mình có thể xem lại từ đoạn đầu nhé. Còn bây giờ chúng mình tiếp tục nhé, dù sao thì tham dự trực tiếp vẫn thích hơn, đúng không? Rồi, à chúng mình vừa nói là cái mẫu câu đề sổ này dùng để gì ạ? Đưa ra những cái dự đoán mà mình bản thân mình, đúng không? Hãy comment ạ. Hãy dự đoán về những cái việc mà bản thân mình cảm thấy là khá chắc chắn. Đối với những cái việc mà mình bản thân mình cũng không cảm thấy cũng không chắc chắn, đúng không? Thì mình sẽ dự đoán là cái gì? Chúng mình có ngay một câu sau kamoshiremasen đấy, cũng là dự đoán. Được chưa? Tuy nhiên, à mình sẽ dự đoán về những việc mà bản thân mình không chắc chắn lắm.
đúng không, dự đoán về những việc dù ít khả năng nhưng vẫn có thể xảy ra đúng không ạ. Đó thì cách kết hợp của cái này nó y chang cái đề số luôn cả nhà ơi, đúng không, thật là may đúng không, vì kết hợp giống nhau, tức là dự đoán cái gì thì các bạn đưa nội dung đấy về thể gì, thể thường. Chào xe xin gái nhé, xin chào bé đẹp trai. Vừa đẹp trai vừa giỏi đó, các bạn nào mà đang xem live đây đúng không, xin giới thiệu Bến Sằng, học sinh cũ của trên xe, từng học ở cô C, học buổi tối đó. Rất là giỏi chuyên môn đúng không, sau đó thì có thêm tiếng Nhật nữa, thế là đi Nhật là ui rồi bây giờ là một kỹ sư hơi bị giỏi bên Nhật rồi. Rồi quay lại nhá, chúng mình sẽ có là dự đoán cái gì thì mình đưa cái nội dung về thể thường này cộng với Kamoshidemasen, tuy nhiên cũng như câu lúc nãy là thể thường nhưng mà cái nào có đà tính từ thế nào, danh từ thể ở dạng hiện tại tương lai có đà thì chúng mình vứt đà đi, được chưa. Và lúc nãy mình có cái đề số ấy thì phó từ đi kèm là kitto và tha bừng, thế còn cái bạn Kamoshidemasen thì phó từ sẽ là moshikashitara, moshikashitara mọi người nha, chưa. Được chưa? Cho nên khi đi thi đúng không, nếu như phía sau mà mình thấy Kamoshidemasen rồi thì phía trước mình chọn phó từ gì đây? Moshikashitara. Ok chưa cả nhà? Thấy chưa? Đi thi thì không có thời gian để dịch hết, nói thật đấy mọi người. Đi thi ý, không có thời gian để dịch hết đâu, mà mình phải nhìn vào dấu hiệu thôi. Ok, chúng mình sẽ cùng nhau đi về ví dụ nha. Samui Kamoshidemasen kara. Được chưa? Bởi vì có khi là trời sẽ lạnh đấy, cho nên atatakai furiku motte ikite kudasai. Cho nên là gì bạn nhỉ? Hãy mang cái quần áo riêng, quần áo ấm. Được chưa? Bởi vì có khi là lạnh đấy, đúng không? Sáng ra đúng không? Sáng ra mình đi du lịch chẳng hạn đúng không? Đó. Buổi sáng mình đi du lịch đúng không? Được chưa? Đó, hoặc buổi sáng mình đi đâu đó đúng không? Mẹ mình dặn bảo là có khi trời lạnh đấy, cho nên là hãy mang theo quần áo ấm vào. Được chưa? Xe chưa hiểu rõ câu của Tú Lương rằng có làm em có thể gõ lại mà có để chữ Hán được không, tại vì như là đang bị gõ thừa một chữ không gì cả, như là bị gõ thừa hay sao ấy, để mà chữ Hán thì nó đỡ bị nhầm lẫn chữ cái hơn nha. Hay ok, chúng mình đến mẫu câu tiếp theo được chưa. Thực ra cái này cũng không phải là mẫu câu đâu mọi người, cái này không phải mẫu câu mà là chỉ một lưu ý nhỏ trong bài 32 được chưa. Đó là chúng mình sẽ có trợ từ đệ. Chợ tứ đệ thì chúng mình đã từng học ở chương trình sơ cấp ấy, chúng mình ra chợ tứ đệ đứng sau địa điểm nơi diễn ra thì bạn nhỉ, nơi diễn ra hành động đúng không, đúng không, địa điểm nơi diễn ra hành động rồi đúng không. Chợ tứ đệ nó cũng sẽ đứng sau một cái phương tiện, ví dụ như là mình sẽ là gì bạn, đi Nhật bằng máy bay đúng không, được chưa. Đó, chợ tứ đệ cũng thể đứng sau một cái cách thức nào đó, ví dụ như là gì bạn, ví dụ như là gì ạ, viết gọi điện thoại bằng tiếng bằng 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 tiếng Anh này, hoặc là đọc báo bằng tiếng Anh chẳng hạn, được chưa, nó là phương thức cách thức đúng không. Hạnh không Tùng Linh sang Đức sang công mama rồi, Đức sang bây giờ học bài này ngon ơ rồi đúng không, học bài ngon ơ rồi đúng không. Rồi hãy đây nè, chúng mình đến với chuỗi đời bốn năm sâu nhiều lâu như này chưa, Hisashiburi nè. Cái chuỗi này thì nó sẽ kéo dài từ bây giờ là mình sẽ phải nắm chắc kiến thức sơ cấp, sau đó chúng mình sẽ đến với mở rộng N4, sau đó chúng mình sẽ lên N3 luôn cả nhà nhá, được chưa. Cho nên đây sẽ là một cuộc chiến dài hơi đấy ạ, được chưa. Rồi đây chúng mình sẽ có này, lượng từ tức là từ chỉ số lượng các bạn nhé, cộng với cho từ đệ nha, thì nó sẽ cho từ đệ này sẽ giới hạn lại cái lượng từ này, được chưa, giới hạn lại, được chưa, lượng từ này sẽ thường những lượng từ liên quan đến là tiền bạc và thời gian, mình sẽ giới hạn lại, được chưa. Chúng mình đi với câu gì gọi là câu ví dụ nhá, còn ok tài vợ ichimanen de kaimasu. Ok, chợ tứ đệ sẽ giới hạn lại cái Ichimanen đúng không? 1 vạn yên đúng không? Cái điện thoại này thì gì bạn nhỉ? Có thể mua được với giá là gì bạn nhỉ? 1 vạn yên, không có hơn đâu. Chặn lại rồi, chợ tứ đệ mình sẽ chặn lại, giới hạn lại rồi. 1 vạn yên thôi là mua được rồi. Ok chưa ạ? Câu ví dụ tiếp theo nhé, Vietnam から日本まで5時間で行けます、đúng không? Có thể đi từ Việt Nam đến Nhật Bản với gì ạ? Với 5 tiếng. Chỉ trong 5 tiếng là chúng mình sẽ dùng trợ từ đệ để giới hạn lại, chặn lại rồi có 5 tiếng thôi. Ok chưa cả nhà, chặn lại rồi có 5 tiếng thôi nhá, được chưa. Đó thì bình thường ấy các bạn cứ thấy mà cứ là thời gian là các bạn hay cho trợ từ đi lắm đúng không, nhưng mà trợ từ đi của mình đây các bạn hình dung nhé, trợ từ đi của mình là nó đi với mốc thời gian, đi với mốc thời gian diễn ra hành động nhé. Còn đây có mốc không các bạn, là không, đây là lượng thời gian, đây là lượng từ. Đa số cứ nó gì càng nhị mà ni awan Nị mà ni awanai kamoshimasen, chính xác câu này là câu ví dụ chính xác là Tú Lương sáng đúng không, có khi là không kịp giờ hẹn đâu, cho nên isogimasho đúng không, jasoku no jikan ni mà ni awanai kara đúng không, được chưa, mà ni awanai kamoshimasen kara isogimasho đúng không, có khi là không kịp giờ hẹn đâu, cho nên là nhanh chân lên đúng không, khẩn trương lên đúng không. Ok hay chú sáng Linh Anh sáng Tuấn Nguyễn Dung lên sáng người sáng không mong ạ.
Ok, chưa cần nào ơi. Vậy đi vào phần bài tập ứng dụng nhá. Ok, bài tập ứng dụng nào, được chưa? Đây mà là một cái câu mà cho các bạn học sinh đúng không? Các bạn học viên làm là các bạn cũng hay nhầm lắm, cho nên là chúng mình sẽ thảo luận lại câu này một chút nhá, được chưa? Hai. Watashi wa. Cái này đọc là konban. Party ni ikimasu và iku desho. À, các bạn bình luận trước C đáp án với nào được chưa? Các bạn bình luận trước C 1A hoặc 1B gì đó nào được chưa? Đối với bài này, đối với dạng bài này chúng mình chỉ có hai đáp án thôi, để cho các bạn phản phản nhanh nhất có thể nào. Tí nữa đến bài chợ từ sẽ là bốn đáp án nhé. Ok. Rồi, Tú Lương rất là nhanh luôn. Thấy chưa? Dí ra tốc độ là nhanh nhất rồi nha. Rồi. Rồi. Tư Hoàng rồi, ok. Nguyễn Đức. Rồi, ok, hướng dương B rồi. Minasan, yoku kangaetara odaemasho. Được chưa? Nhớ là suy nghĩ kỹ rồi trả lời nha. Đức có quay xe không Đức ơi? Rồi, chúng mình sẽ nhìn lên xe nhá, được chưa? Chúng mình sẽ có chủ ngữ lại đây ạ. Là tôi cả nhà nhá. Tôi thì ikimasu, nếu bây giờ mình lắp ikimasu vào đây đúng không? Được chưa? Đó. Thì mình sẽ là đi thì gọi là đi đến bữa tiệc, đúng không? Ít cự đề sồ thì có nghĩa là có lẽ sẽ đi bữa tiệc đúng không? Thì bây giờ mọi người quay lại xem cái mẫu câu đề sồ này. Tuy là hôm nay học chúng mình đang học mẫu câu đề sồ nhưng không phải là bởi vì hôm nay học cho nên là mình đáp án phải như thế đâu mọi người nhé. Không phải đâu. Cái gì đúng thì phải chọn thôi đúng không mọi người, đúng chưa? Mọi người nhìn nó xem nhá. Đề sồ là mình dùng để dự đoán. Dự đoán về những cái gì mà mình không gì gọi nữa, nằm ngoài cái ý chí của mình đúng không mọi người? Đúng không? Nằm ngoài ý chí cái quyết định của mình được không mọi người? Đó. Thế mà bây giờ mình tối nay là tôi sẽ tham dự bữa tiệc thì cái này là hoàn toàn là có chủ ý của mình, có ý thức của mình vào được rồi, sao lại phải dự đoán nữa chứ mọi người? Cái này sẽ ikimasu. Thấy chưa? Cái đề sồ này dùng để dự đoán những cái mà nằm ngoài cái chủ ý, cái ý thức của mình thôi, những cái mà mình có thể quyết định được ấy mọi người. Đúng không? Thế còn câu này làm sao mà thành đề sồ được? À, Đức Sáng hôm nọ vừa chữa trên lớp đúng câu này luôn, cũng sai y chang câu này. Rút kinh nghiệm nhá. Biết ngay ạ. Rút kinh nghiệm nhá, được chưa? Các bạn Tú Lương, Hướng Dương, Tư Hòa, được chưa? Ok. Hai. Bà sao mà ima ima Nihon ni imasu ka? Vietnam ni imasu ka? Đã sáng bây giờ đang ở Nhật hay là về Việt Nam rồi? Đang ở Nhật chứ nhở? Chắc mà phải phải đi làm bằng cày chục năm đã về chứ đúng không? Ok, Tùng Linh nhá, ok. Rồi, không hổ danh là học sinh của ta. Này, trường N4 rồi, mới câu đầu tiên mà đã thất vọng thế đúng không? Ok chứ cả nhà ơi, rồi chúng mình đến câu tiếp theo nhá. Đi bằng để snack. Nhớ chưa, đề số nó dùng để gì bạn, là để dự đoán thôi, những cái nằm ngoài ý chí chủ ý của mình ấy mọi người, thấy chưa? Còn mình tự ý thức tự quyết định được mà, cái việc là mình có tham gia không mà. Hay. Rồi. Ní mang ikimasho, chúng mình đến câu số 2 cả nhà ơi. Câu số 2 nào. À, chữ Hán nhiều quá nhở, chúng mình cùng nhau thử đọc lại từ đầu nhá. Karada no choshi ga warui desu ga. Karada no choshi ga warui desu ga. Cái bạn phía trên bạn bảo là karada no choshi ga warui desu ga đúng không? À, tôi cảm thấy không khỏe đúng không? Đó. Dịch một cách trực nghĩa thì sẽ là tình trạng cơ thể xấu đúng không? Dịch như thế thì lại tưởng là sắp ấy rồi mọi người. Cái này chỉ là tôi cảm thấy không khỏe thôi. Đó, thì người B mới bảo là cái kamoshiremasen nè, đúng không? Cứ nhớ xem cái đề sồ với cả cái kamoshiremasen ấy chưa? Nó đi về thể thường nhưng gì đó. Các bạn thử xem thế nào, nhưng gì nhỉ? Ok, hãy như bạn có thấy bạn Hướng Dương ra bán rồi, Nguyễn Đức rồi, Nguyễn Thanh Sàng rồi. Rồi, chữ Hán đọc là kaze mà người nhớ chưa là bị cảm nhá. Ok, Trang Na rồi. Ok. Hai. Ngô. Nhông. Tăng. Đi. Ichi. Rồi, ok. Chúng mình ra đáp án các bạn ơi, được chưa? Cái này sẽ là gì các bạn nhỉ? À, cái Kamoshiremasen đúng không, được chưa? Với cả là cái đề sồ đúng không? Đi với thể thường. Nhưng tính từ đuôi na, danh từ mất đà. Các bạn nhá, mất đà thì cái này chúng mình sẽ không có đà mọi người nhá, được chưa? Sẽ là kaze thôi. Kaze kamoshiremasen này. Và nếu mà cảm thấy hơi dài thì các bạn có thể rút gọn nhá. Kamoshiremasen mình rút gọn thành kamoshire này này. Được chưa? Giao tiếp thì mình hay nói là kamoshire này hoặc thậm chí các bạn ngắn ngắt ăn luôn, ngắn ăn luôn là kamo. Được chưa? Ok, A nhá, được chưa? Các bạn Hướng Dương Sàng rút kinh nghiệm nhá, được chưa? Cái này là A cả nhà, được chưa? Có hai đoạn A nhá, được chưa? Trang nào, ok, chính xác Nguyễn Huyền đúng rồi này. Hay. Hai, Nguyễn Huy Long Sàng, cô mau ạ. Samadis này, câu số 3 nha.
À, chúng mình có câu hỏi này. Hachiji no densha ni maniau desho ka? Hachiji no densha ni maniau desho ka? Rồi, quên mất mất đà. Rồi. Ê, michi ga suideimasu kara tabun maniau kamoshiremasen và maniau desho. À, cả hai cái này đều là đi với maniau. Đúng rồi, mọi người, một cái là đi kamoshiremasen, một cái là desho. Maniau là kịp. Phía trên người ta hỏi là gì các bạn nhỉ? À, liệu có lúc desho cả là liệu đúng không? Liệu là có kịp cái chuyến tàu lúc 8 giờ không nhỉ? Đúng không? Đó, mình đang đi đến nhà ga để mà đi tàu á, liệu có kịp chuyến tàu lúc 8 giờ không nhỉ? Thì bạn ấy trả lời là ê vâng. Michika suite imasu, bởi vì đường thoáng ấy, được chưa? Cho nên tha mừng. À, hai đáp án của mình đều là có lẽ đúng không? Có lẽ sẽ kịp hết, đúng không? Ok, samanta kotae wa câu số 3. Ok. Xem xem nó lại cách sử dụng em với cách sử dụng của cái desho và cái kamoshiremasen đúng không? Ok. À, may quá nó thể hiện nó hai đáp án này luôn. Đáp án A là kamoshiremasen và đáp án B là desho. Hai cái này đều dùng để dự đoán. Dự đoán được chưa? Dùng mình dùng để mình đoán. Được chưa? À, tuy nhiên ấy, được chưa? Cái desho ấy, được chưa? Cái desho ấy thì dùng để dự đoán về những cái điều mà mình khá là chắc chắn. Những cái điều mà có gì gọi là có dẫn chứng rồi ấy, mà mình khá là chắc chắn. Thì người ta hay sử dụng trong là gì gọi là cái đáp án B đúng không? Được chưa? Desho hay sử dụng trong dự báo chi tiết này, dự đoán trong các cái báo cáo đúng không? Được chưa? Hay kamoshiremasen thì cũng là dự đoán thôi của cái A. Tuy nhiên dự đoán về những điều mình không chắc lắm, khả năng xảy ra của nó khá là thấp, đúng không? Đó. Kết hợp của hai bạn này cũng giống nhau luôn là đều đi với thể thường. Đó. Vậy thì bây giờ về ngữ pháp là kết hợp đúng rồi, thì bây giờ phân biệt hai đáp án này như nào, làm sao để loại được đây? À, chúng mình có một loạt bạn xem thế nào bạn. À, cô ba là bạn Trang Na, bạn Hướng Dương rồi này, rồi Tư Hoàng rồi. Ok, vậy ra đáp luôn bài này đúng không, về mặt ngữ pháp giống nhau rồi đúng không, nhưng mà mọi người nhìn xem có chữ gì đây, tha bờn đó, phải tha bờn đúng không, là dấu hiệu là cái phó từ đi kèm mẫu có gì gọi nhỉ, để trồ. Ok chưa cả nhỉ, thấy chưa, tức là nếu mà không có cái tha bờn này các bạn nhá, nếu không có cái tha bờn này đúng không, thì chúng mình có thể là chọn đáp án A cũng được. Được chưa? Nhưng mà vì có cái tháp bừng nữa chưa thì tháp bừng nó đi về đề sổ rồi mọi người nhớ chưa? Mania ở đề sổ. Ok chưa cả nhà? Nha. Hay. Đó, xin chúc mừng nha, là 3B nha mọi người nhá. Cô 3 đáp án B nhá, được chưa? Tư Hoàng nó bị nhầm một chút nhá, được chưa? Hay. Ôi. Tùng Linh ơi. 3B mà Tùng Linh ơi, chị ngon. Quên quên rồi đúng không? Kim Hoàng Sàng, tí mà Hoàng Sàng Nguyễn dẫn sang vâng trả ra có hoàng vã. Rồi, câu số 4 nào. Kino kara seki ga deru desu, đúng không? À, tôi đã bị ho từ hôm qua rồi. Đúng không ạ? Ja, byoin ne. Để bệnh viện nhá, byoin ne. Hô ga ii desu yo. Câu này thì chọn nhanh như xe luôn à. Được chưa? Câu này bởi vì nó là không phải nghĩ nhiều đúng không? Nó là trong mẫu câu rồi đúng không? Được chưa? Bạn bạn trên bạn mới kêu là gì, bạn tôi bị ho ho từ hôm qua đến giờ đúng không, được chưa, thì bạn bạn dưới bạn này có cái đuôi là hồ gà y để xỉu đúng không, cái này sẽ là gì ạ, cái này sẽ là gì cả nhà ơi, cái này sẽ là gì ạ? Khuyên rồi đúng không, tôi khuyên bạn là nên gì đây, nhìn có đáp án là có ít à với ít t đều là đi rồi đúng không, tôi khuyên bạn là nên đi bệnh viện, và mẫu câu hồ gà y để sự này nó chỉ đi về hai dạng từ, một là về gì, về gì nhỉ, về tại, hai là về về nai, thì bây giờ check có tại có nai đây nhỉ, à có tại thì mình có ít tại thôi chứ làm gì có đi về thể t đâu, chính xác rồi. Đó, đi thi là có mấy điểm rồi đúng không, có một điểm rồi, cũng có một điểm đúng không, Nguyễn Thanh Sàng, Tú Lương, Mày Hướng Dương chính xác rồi, Tùng Linh chính xác, Tinh Hồng đúng rồi, câu này sai thì có phải luôn nữa, mẹ mẹ luôn có, được mẹ nuôi là tốt lắm rồi, đúng không, này câu số 5 bắt đầu đến dạng bài này sẽ trợ từ của bốn đáp án, câu này số 5 này mà sai cũng mẹ nuôi rồi nhỉ, ここから駅まで30分行けます。Rồi câu này là sẽ tìm bạn nào mà bình luận nhanh nhất đấy. Yeah. Câu này là tìm bạn nào bình luận nhanh nhất nhá. Đỗ Ngọc Sang chàng, Nguyễn Quốc Việt sang còn mà và xin chào mọi người. Bạn nào mà đang học tiếng Nhật đúng không? Học chương trình sơ cấp và học hoặc là chuẩn bị lên N3 thì chúng mình nhớ xem và thảo luận nha. Rồi câu này mà sai là cũng người mẹ nuôi luôn, bởi vì xe vừa nói xong luôn đúng không? Tư Hoàng, Nguyễn Thanh rồi, Tùng Linh rồi, Hướng Dương. Chắc là hôm sau phải trao cái thưởng gì nhỉ? Để xem là bạn nào bình luận nhanh nhất và chính xác nhất là phải thưởng ấy nhỉ. Ok, rồi chúng mình sẽ nhìn thấy các bạn này. Sang lúc phân, đây là lượng từ, không phải mốc thời gian nhé, 30 phút nó là số lượng. Được chưa? Vậy thì trợ từ gì sẽ đi sau số lượng, đi sau số lượng thời gian đấy ạ? À, trợ từ gì bạn nhỉ? Trợ từ đệ. Đúng không ạ? Được chưa? Chúng mình vừa nói xong rồi, lượng từ đi với trợ từ đệ mà, được chưa? Có thể đi từ đây đến nhà ga với 30 phút.
ok chưa ạ? Đó. Đó, lời của mấy anh chị em môi giới bất động sản đúng không? Được chưa? Anh chị thuê cái nhà này đi đúng không? Đi từ đây nhà ga cũng 30 phút thì hơi lâu nhỉ. Sửa thành 2 phút. Đúng không? Cuối cùng gọi là ekimade ni phun. Ekimasu đúng không? Đó, đi từ đây nhà ga hết 2 phút thôi, thế là bán được. Thuê được chỉ gọi là cho thuê được nhà, được chưa? Ok, rồi. Nó cứ mang đến câu 6. Câu 6 cả nhà ơi, rồi, năm câu 5 lúc nãy từ Hoàng Nguyễn Thanh Tú Linh Hướng Dương Tú Lương đúng hết rồi nhá. Tadashi shigoto, cái này là shigoto. Shippai suru kamoshiremasen. Mặc dù mẫu câu này có cái kamoshiremasen mọi người nghe chưa? Nhưng mà để chốt được ra chọn được ra đáp án của câu này thì không không liên quan đến đuôi phía sau. Mà trợ từ ấy, thì nó sẽ liên quan đến bạn liền trước là bạn shigoto này và bạn liền sau là bạn shippai suru thôi. Chứ còn cái kamoshiremasen này không liên quan đâu em ạ, các bạn. Được chưa? Không liên quan đấy. Tức là nó không ảnh hưởng đến đáp án ấy. Không ảnh hưởng đáp án. Được chưa? Chúng mình có trợ từ để tô ô nghị. Được chưa? Shippai suru là gì cả nhà ơi? Thất bại. Đó. Hayaku minasan hayaku. Rồi, đã có những án khác nhau rồi. Người thành công liệu có lối đi riêng không nào? Rồi. Chờ thêm đáp án của vài bạn nữa nào, đào thảo sáng không mong ạ. Hướng sang sáng. Câu này mà xe cho các bạn đáp án là các bạn sau này nhớ mãi luôn này. Chúng mình sẽ có nhá. Thành công hay thất bại ở cái gì? Trợ từ nghị sao? Để sơ có khi là kamoshima xem mình gì, có khi là nhá, có khi là sẽ thất bại ở cái công việc mới. Nha, các bạn ơi, chưa một số bạn đã mà nhầm sau đằng xe nhá, được chưa? Thành công và thất bại ở cái lĩnh vực gì, ở cái việc gì? Trợ từ nghị cả nhà nhá. Được chưa? Trợ từ nghị nhá, được chưa? Giống như đỗ đúng không? Đỗ đạt đúng không? Trợ từ nghị. Được chưa? Ok chưa nhà ơi? Rồi. Chúng mình sẽ đến bài 33. Bài 33 trong chương trình N4 của mình được chưa? Sẽ có hai cái thể. Mặc dù bài học một lần hai thể nhưng nó lại không phải là một bài quá nặng đâu mọi người ạ, à, bởi vì là nó chỉ chứa thể và các câu trong thể đấy thôi chứ không có mẫu câu. Không có mẫu câu sử dụng thể đấy mọi người nhá. Chúng mình sẽ có thể mệnh lệnh và thể cấm chỉ. Thì mệnh lệnh và cấm chỉ này lưu ý cho C đó là thường sẽ là nam. Nam nhưng phải là người trên dùng. Nha, chúng mình học về cách sử dụng nhá. Chúng mình nói qua này, xem nói qua này. Thể mệnh lệnh và cấm chỉ thường là nam là người trên dùng, được chưa? Khi nói với người dưới, người trên nói người dưới, nam là người trên, sếp nam nói với người dưới, hoặc là bố nói với con cái, hoặc bạn bè là thân thiết đối với nhau. Bạn bè cũng sẽ có hai cái điều kiện, đó là một là thân thiết này, hai là phải nam nhé, bạn bè nhưng vẫn là nam ấy, được chưa? Hoặc là trong chức trường hợp khẩn cấp, cấp cháy nhà các thứ đúng không, lúc đấy là phải cần có những cái khẩu hiệu gì đó mà mang tính chất là gì bạn nhỉ, mạnh ấy mọi người, đúng không? Vừa xúc tích vừa ngắn gọn mà vừa mạnh mẽ, truyền đạt mạnh mẽ. Hoặc trong cổ vũ thể thao thì lưu ý trong xe là nữ dùng duy nhất trong trường hợp này, đó là trong cổ vũ. Cổ vũ thể thao, cổ vũ cái gì cũng được mọi người nhá, cho trong cổ vũ. Ok không ạ? Rồi. Thì chúng mình sẽ đi với cách chia một chút xíu thôi, được chưa? Đó, bởi vì chúng mình xe dặn hôm trước rồi, chúng mình phải xem bài trước nha. Đấy. Thì thể mệnh lệnh nhá, mình sẽ có này, nhóm 1 là các động từ kết thúc bằng vần y trong mắt sự thì chúng mình sẽ chuyển vần y thành vần e. Và lưu ý cho xe đó là chúng mình sẽ mất mát sự nhá, bỏ mát sự nhá. Nếu mà các bạn để vấn đề mát sự thì nó chuyển thành thể gì rồi thì khả năng, ví dụ bây giờ mình sẽ có động từ ikimasu chuyển sang ikemasu, vẫn còn mát sự đúng không? Ikemasu thì nó sẽ là có thể đi đó. Thế bây giờ mình bỏ cái mát sự đi đúng không, mình sẽ có là ike, gọi là đi đi. Đây là mệnh lệnh nhá, nhìn chưa? Nhóm 2 kết thúc bằng vật động kết thúc bằng vật e trong mát sự, hoặc là các động từ đặc biệt như là nhìn đúng không, thức dậy này, nhìn này, xuống các thứ đúng không, thì chúng mình sẽ bỏ mắt sự thêm rộ, không chứng âm cả nhà ơi, rộ. Ví dụ ăn đi nào, thả bê độ đúng không. Tiếp theo nhóm 3 là kimasu chuyển thành kimasu đến đúng không, chuyển thành koi đó. Không biết các bạn xem phim hoặc là ngoài đời các bạn đã bao giờ nghe cụm từ kochikoi chưa, không biết đó, omae đúng không, omae là mày mọi người đó. Hơi hơi mạnh mẽ một chút đúng không, hơi 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 xuống sẵn cho ví dụ mày qua đây đúng không, đúng không? Omae đúng không, kochikoi đúng không đó. Đó, shimasu thành đuôi, shimasu thành shiro cả nhà nhắn rửa đó. Bên kia shimasu chuyển bên kia shiro đúng không, được chưa? Học đề đúng không ạ? Mệnh lệnh nhắn rửa. Lúc nãy mình vừa bảo là cái này là ai dùng nhỉ? Nam là người trên. Thế trường hợp nữ là người trên dùng như thế nào đây? Chúng mình sẽ có câu mệnh lệnh nhưng mà nó sẽ nghe nó nhẹ nhàng hơn, nó nghe đỡ đỡ bị xuồng xã hơn mọi người nhé. Đó là dạng mát sự, ve mát sự, bỏ mát sự thêm nasai. Thì mẫu câu này nam cũng dùng được, nữ cũng dùng được, mọi người nhắc được chưa? À, tuy nhiên là nghe nó nhẹ nhàng hơn so với cái mệnh thể mệnh lệnh mọi người, được chưa? Và mẫu câu này ngoài cái việc làm ra mệnh lệnh bình thường thì cũng có thể dùng trong gì quan nhỉ, trong các khi mà người ta phổ biến nội quy ấy mọi người,
đúng không? Người ta sẽ là yêu cầu là mọi người hãy viết bằng bút chì chẳng hạn, đúng không? Em biết chủ đề khắc khi nào xảy nhé, được chưa? Mảnh này nhẹ nhàng nhé. Còn cấm chỉ thì ôi rồi đơn giản cực kỳ luôn. Kinshi à là kinshi kể nhé. Chúng mình chỉ cần đưa động từ về thể được cộng với chữ gì? Na. Ví dụ chúng mình có cấm hút thuốc lá đúng không? Thì mình sẽ nói là tabako su na. Đúng không ạ? Đó. Rồi tiếp theo là gì bạn nhờ? À, cấm vào đúng không? Mình còn là hai từ nè, đúng không mọi người? Đưa đưa về thể được cộng với chữ đa là mình thành chuyển thành thể cấm chỉ. Nha. Thể cấm chỉ này thì cũng là gì bạn nhờ? Nam mà là người trên dùng thôi nhá. Ok chưa nhá ơi, ok chưa? Để đấy là về cái chia thể nha. Rồi, tiếp theo một mẫu câu nữa của trong bài 33. Được chưa? Hạnh thì bây giờ ví dụ nhá, mình sang Nhật đúng không? Chân ướt chân ráo sang Nhật đúng không? À, mới học xong qua được năm sang Nhật đúng không? Thấy quá trời kanji luôn. Thấy もうご飯を食べましたか?山田です。お腹がペコペコです。じゃ、トンリンさんは? Tú Linh sao á? Hai. Ê, chúng mình có sẽ là gì bạn đi sang bên nào à, đi sang bên Nhật đúng không? Thấy quá trời chữ Hán luôn đúng không? Thì các bạn sẽ có những câu hỏi thắc mắc như là thế chữ Hán kia được đọc là gì nhỉ? Ở đằng kia có viết cái gì nhỉ, đúng không? Rồi nó được đọc là gì nhỉ, đúng không? Rồi người ta cho mình cách đọc rồi lại hỏi là thế nó có nghĩa là gì nhỉ, đúng không? Đó, thì hôm nay chúng mình sẽ học những mẫu câu này và các bạn ngày mai các bạn ứng dụng luôn nhé, được chưa? Ok. Đầu tiên đó là gì bạn nhỉ? Mẫu câu tụ yomimasu để hỏi về cách đọc. Để cho mọi người hỏi về cách đọc nhá. Được chưa? Ví dụ các bạn thấy chữ Hán em có biết đọc như thế nào đúng không? Được chưa? Đó. Thì chúng mình sẽ hỏi là この漢字は何と読みますか? Chúng mình có mẫu câu là と読みます để nói về cách đọc mọi người nhá. と読みます là cách đọc. Thì trước と sẽ là cách đọc mọi người nhá. Câu hỏi sẽ là 何と読みますか? Được chưa? 何と読みますか? Được đọc như thế nào? Và các bạn trả lời sẽ là trả lời cách đọc mọi người nhớ chưa, nếu mà viết ra thì mình sẽ để viết cái cách đọc đấy trong ngoặc kép, ngoặc kép của trong tiếng Nhật là vuông trên và vuông dưới như này cả nhà nha, được chưa? Nomikai to yomimasu nè, được chưa? Nomikai, được chưa? Đấy. Đó thì cái này là để hỏi về cách đọc như này chưa. Từ ngày mai nếu có bất cứ một kanji nào các bạn không đọc được đúng không, thì các bạn cứ hỏi thôi, một kanji mà non to yomimasu có cái chữ Hán này đọc như thế nào vậy, đúng không? Được chưa? Tashi wa neru tomorrow desu. Mà là hà dài ですね, vẫn còn sớm mà. Đấy. Tiếp theo đó là tô kai te arimasu nè. À, thì bản chất thì mình sẽ có cái mẫu câu vt arimasu hôm nọ học bài 30 rồi đúng không? Đó. Thì cái này sẽ là được viết là, đúng không? Được viết là câu hỏi của mình sẽ là nan tô kai te arimasu ka, đúng không? Ví dụ các bạn đứng đây và thấy đằng xa xa có một cái chữ gì đó đúng không? Mà mắt mình kém rồi, mình không nhìn thấy, thì mình sẽ hỏi người ta là ô chị ơi đúng không, đằng kia người ta có viết cái gì thế nhỉ, được chưa? Đằng kia có viết cái gì thế nhỉ, đúng không? Đó, đằng kia có viết cái gì nhỉ, thì đằng kia các bạn nhớ C là đi về chữ thứ ní nhá, bởi vì đằng kia có viết là ở chỗ đó, đằng kia nó có sẽ có tồn tại chữ viết mà, được chưa? Cho nên đi về chữ ní. À, so ko ni nan to kaite arimasu ka. Đó, câu trả lời của mình ví dụ như là ở trên trên màn hình đúng không, mình có chữ nomikai đó, mình trả lời nomikai to kaite arimasu nè. Đó. Hoặc ví dụ như các bạn sẽ hỏi là trên tường có viết cái gì nhỉ, thì các bạn sẽ thay cho xe cái chữ gì bạn nhỉ, à số so bằng tường thôi, thì mình sẽ là gì bạn nhỉ, kabe ni nan to kaite arimasu ka, trên tường có viết cái gì nhỉ, đúng không? Hoặc là các bạn sẽ hỏi là à trên cái cửa có viết cái gì nhỉ, đúng không? Tóm lại các bạn hỏi gì cũng được, hỏi chỗ nào cũng được mọi người nhá. Ngày mai ứng dụng câu này đi hỏi nhau luôn các bạn ơi. Đó, cái việc học tiếng Nhật của mình đừng học chỉ vì thi cử đúng không, chúng mình học vì là gì bạn, thực tế hàng ngày là mình phải dùng rất nhiều nhá. Rồi, tiếp theo để hỏi về giải thích nghĩa. Sau khi hỏi được người ta về cách đọc rồi thì mình lại không biết nghĩa. Thấy chưa? Không biết nghĩa mọi người nhá, chưa? Không biết nghĩa thì chúng mình sẽ có câu hỏi là Do you imi desu ka? Có nghĩa là gì các bạn nhá, chưa? Do you imi desu ka? Câu trả lời của mình sẽ là cái cách giải thích nghĩa cộng với Do you imi desu. Thấy chưa? Cách giải thích nghĩa cộng với Do you imi desu, nó có imi là ý nghĩa mọi người. À, nó có ý nghĩa là câu hỏi là do you imi desu ka? Ví dụ bây giờ sẽ có cái ký hiệu ở trên màn hình đây. Đó. Thì bây giờ mình cũng không hiểu ký hiệu này là gì đúng không? Nghĩa là gì đúng không? Thì mình hỏi là tiếng Việt thì mình cũng hỏi thế thôi. Cái ký hiệu này có nghĩa là gì vậy? Ký hiệu là ma cự đúng không mọi người? Thì mình sẽ hỏi tiếng Nhật sao? このマークはどういう意味ですか?このマークはどういう意味ですか?Cái ký hiệu này có nghĩa là gì vậy nhỉ? Thì bạn B bạn ấy giải thích nghĩa đúng không? Thì bạn ấy giải thích là まっすぐ. Đây là phần giải thích nghĩa nhá. まっすぐ行く. Do you mean this? Đúng không? Nó có nghĩa là must be cự mà đi thẳng. Ok chưa cả nhà? Ok chưa? Các bạn ok mẫu câu này chưa nhở? Ok mẫu câu này chưa các bạn ơi? Được chưa?
Các bạn nào mà cảm thấy là những cái kiến thức này nó phù hợp đúng không? Nó phù hợp với các bạn đúng không? Hoặc có nó ích với các bạn thì các bạn hãy bình luận cho xe một cái điều gì đó nhá. Được chưa? Để xe sẽ cảm thấy là à cũng là được hai chiều đúng không? Cho xe nói và xe nói và các bạn gì bạn nhỉ? Phản hồi lại đúng không? Đó, hoặc là bạn có góp ý gì đúng không? Đó, các bạn muốn là sẽ chữ to hơn này, các bạn muốn có nhiều ví dụ hơn đúng không? Thì các bạn có thể trao đổi lại với xe này để xe cảm giác là mình đang có sự trao đổi nhá. Được chưa? Không nói mình chả lắm. Được chưa? Hãy rồi bài 33 quá trời dài luôn mọi người, dài rất là dài luôn. Mình đến mẫu tiếp theo là to itte imashita. Được chưa? Thì mẫu câu này sẽ dùng để gì bạn nhỉ? Để truyền đạt nội dung. Được chưa? Truyền đạt lời nói của ai đó, mình sẽ dịch đó là ai đó đã nói là. Được chưa? Ai đó đã nói là, mọi người thấy chưa? Đó, thì bây giờ sẽ có câu ví dụ nhá. Còn phải nhấn mạnh luôn. Mà nhấn mạnh luôn đúng không? Được chưa? Hay sensei wa, được chưa? Ashita yasumi da to itte imashita. Đó. Thì ai đó nói đúng không? Mình bảo mình cái câu của mình đó là ai đó đã nói là ai đó đã nhắn làm đúng không? Thì ai nói thì cho người ta làm chủ ngữ được chưa? Sensei nói thì cho sensei làm chủ ngữ sensei wa. Đây sẽ là nội dung các bạn này. Đó. To itte imashita. À, nội dung của mình đúng không? Mình sẽ có cách truyền đạt trực tiếp và truyền đạt gián tiếp mọi người nhá. Đối với cách truyền đạt trực tiếp thì mình bê nguyên câu nói và để ngoặc kép. Còn truyền đạt gián tiếp thì các bạn sẽ đưa cái phần câu nói về thể gì bạn nhỉ? Thể thường. Được chưa? Thì câu này là sensei có nhắn cho mọi người là ngày mai nghỉ nhá. Được chưa? Sensei có nhắn, sensei có nhắn cho mọi người. Ok. Hay. Rất mong là những cái gì mà sensei truyền đạt ở đây thì có giúp ích được gì đó cho mọi người. Được chưa? Thì cái mẫu câu này nó khác gì với mẫu câu là to imashita mà chúng mình học ở trong lớp 5 rồi nhỉ? Cái mẫu câu to imashita chúng mình học trong lớp 5 thì đơn thuần chỉ là ai đó đã nói là thôi. Được chưa? Mình chỉ kể lại cái việc là ai đó đã nói là đúng không? Đó. Ví dụ như là bây giờ hôm nay trời đẹp nhờ. Kyo wa ii tenki desu ne, đúng không? Đó, thì bây giờ tí nữa mọi người kể lại với cả bạn bè của mình đó là hôm nay xem like của cái cô Thúy ở trên cô C đúng không? Thì cô đấy có bảo là cô ấy có nói là hôm nay trời đẹp. Thì đơn thuần chỉ là Thúy sen xe quá. Kyo wa ii tenki da to imashita. Cái imashita đơn thuần chỉ là mình là gì bạn nhỉ? Kể lại lời nói của ai đó thôi. Chứ còn cái itte imashita, được chưa? Là mình là người ta cần truyền đạt cho mọi người và mình sẽ là gì vậy nhỉ? Đi truyền lại cái câu nói đó. Được chưa? Truyền đạt lại câu nói đó mọi người nhá, được chưa? Rồi. Đó, thì trong chỗ tiếp theo là chúng mình sẽ là gì vậy nhỉ? Đi nhờ. Hôm nay chúng mình sẽ là nhờ truyền đạt lời nhắn, được chưa? Một cách thực sự mọi người nhá, nhờ truyền đạt lời nhắn một cách thực sự. Và mình nhờ truyền đạt lời nhắn tới ai thì người đó đi với cho tôi nghĩ. Tại sao lại đi với cho tôi nghĩ nhỉ? Bởi vì hành động của mình đã hướng tới người đó. Ví dụ, hãy nhắn với bạn Nam là đồng hồ sửa rồi nhá. Đúng không ạ? Nhắn cho bạn Nam đúng không? Thì bạn Nam sẽ đi với cho tôi nghĩ. Được chưa? Thì trong cái câu này mình sẽ sử dụng cái động từ ta emas, mọi người ta emas là truyền đạt ạ. Và hãy truyền đạt đi thì ở nó làm cho mình dùng gì ạ? Chutai te kudasai thôi, đúng không? Chutai te kudasai là hãy truyền đạt thôi, đúng không? Đó, lên L4 đúng không? Thì chúng mình có cái mẫu câu là chutai te itadakimasen ka thì nó lịch sự hơn thôi. Còn nếu trường hợp là chúng mình nói với bạn bè thì chúng mình cứ kuda gì gọi là kudasai thôi nhá. Không nhất định là 100% là dùng là gì gọi nhỉ? Itadakimasen sẽ viết rồi cái chuột nó hơi rung rồi hơi xấu. Không nhất định là cứ phải là itadakimasen ka đâu không bạn, không không nhất định. Được chưa? Ví dụ nhá. Bây giờ mình nói chuyện với bạn bè đúng không? Đó. Này, tí nữa mày nhắn với gì ạ? Nhắn với cả là gì ạ? Nhắn với con bé gì ạ? Con bé Minh hộ tao cái đúng không? Đó. Nhắn với con bé Minh hộ tao cái, nhắn cái gì đó đúng không? Thì mình là Minh sáng nhị. Đúng không? Nội dung gì đó đúng không? Chia tay tôi chia tay thì cứ đã sai. Xong. Cái này nhá. Thế còn trường hợp ấy, mình gọi điện đến công ty, ví dụ bây giờ mình sẽ là gọi điện đến công ty IFC chẳng hạn đấy chắc. Được chưa? Đó, mình sẽ là gọi điện này. Đó, mình sẽ hỏi là sumimasen. Sumimasen, Mira san wa irasai masu ka? Có anh Mira đấy không? Đó, thì đầu dây bên kia người ta mới bảo là anh Mira đang rồi gọi là đi ra ngoài rồi chẳng hạn được chưa? Đó, thì mình Sumimasen ka? Mira san ni kai wa gogo 1 ji kara da to chitai te itadakimasen ka? À, thế thì làm ơn nhắn với anh Mira hộ tôi là đúng không? Cái cuộc họp sẽ bắt đầu từ 1 giờ, đúng không ạ? Đúng không? Tức là liên quan đến công việc thì mình phải nói lịch sự thôi chứ còn bạn bè thì mình cứ chitai te kudasai, đúng không? Hoặc thậm chí mình có thể nói là chutai te kurenai đúng không, nhắn hộ tao cái. Ok chưa cả nhà? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi câu ví dụ nhá. Mình đi đến là gì gọi là mình gọi đến công ty này đúng không, và muốn gặp giám đốc. Tuy nhiên giám đốc đi vắng cho nên mình sẽ nhờ nhắn lên giám đốc nhá. Thì mình sẽ nói là shacho ni kai gi ga gogo 4 ji kara
Nói chưa? Hajimaru to chitai de itadakimasen ka? Nói chưa? Làm ơn nhận với giám đốc là cuộc họp thì sẽ bắt đầu từ 4 giờ chiều. Ok chưa cả nhà? Nói chưa? Nhắn đến ai thì người đấy đi về trường tự nị. Nói chưa? Ok chưa cả nhà? Rồi. Mình đi về bài tập nhé. Nói chưa? Phần mong chờ nhất đúng không? Chúng mình sẽ đi về bài tập nhé. Bài tập cả nhà ơi. Hai. Ichiban desu ne. Hayaku. Đây là hashire. Đây là hashiro. Vậy chúng mình sẽ chọn nhanh như thế nào? Phần này chúng mình phản xạ thôi, cho nên chỉ có hai đáp án thôi, cho các bạn phản xạ nhanh nhất có thể nào. Được chưa? Chờ những các bạn đã chuyển hết bàn phím sang tiếng Việt chưa? Bàn phím chuyển hết bàn phím sang tiếng Việt thì mình có thể bình luận nhanh nhất cho xem nào. Rồi, Nguyễn Thanh Sàng nhanh nhất rồi. Rồi, Trịnh Hồng rồi, nhanh thứ hai. Chưa cần biết đúng sai, cứ nhanh là được các bạn ơi, được chưa? Cứ nhanh thì coi như đây là phản xạ thật của mình mọi người. Đây là phản xạ thật của mình, không đi thi là không có nhiều thời gian đấy mọi người. Rồi, Hướng Dương rồi, Tuấn Anh. Rồi. Akira Nguyên rồi. Rồi. Akira Nguyên là một gì đây ạ? Rồi, Thắm Thắm Xu một A rồi. Hai động từ này thì đều hai cái đáp án này thì đều xuất phát từ động từ là hashirimasu đúng không? Hashirimasu là gì? Gọi là chạy. Câu này sẽ có nghĩa là gì ạ? Chạy nhanh lên đúng không ạ? Ôi giời ơi. Rồi. Akira Nguyên rằng là một tức là đoạn A đúng không? Đấy chưa? Rồi Tú Lương. Người đã lên câu 2 đâu Hướng Dương Sàng ơi. Câu 2 đã có đâu, xe máy xe đã chiếu câu 2 đâu. Quay xe. Quay chạy rồi. Chính xác chạy đúng không? Được chưa? Chạy nhanh lên đúng không? Được chưa? Nào quay lại xem là Hashirimasu động từ nhóm mấy ạ? Nhóm 1. Đưa về thể mệnh lệnh, mình sẽ chuyển vần gì ạ? Vần y thành vần gì? Vần e cả nhà ơi. Cái này sẽ là Hashire. Được chưa? Hayaku Hashire. Hashire, Hashire. Chạy nhanh lên nào. Cái này là Hashire cả nhà ơi. Được chưa? Cho nên combo xem mình sẽ đáp án mấy các bạn ơi. Rồi. Ok, chúc mừng các bạn, được chưa? Rồi, đáp án A nhé, được chưa? Ok, nhiều bạn chọn A, nhiều bạn chọn B. Bạn nào đang chọn B, chúng mình rút kinh nghiệm nhé, được chưa? Hãy chạy nhanh lên, đúng không? Được chưa? Cái này là trong thể thao hay hay cổ vũ này, được chưa? Hãy nhóm 1 chính xác rồi nha. Ní bát này. Ní bát này câu số 2 nhá, được chưa? Chúng mình sẽ có gì đây cả nhà ơi? À, chữ Hán này đọc là gì cơ? Có bạn nào phản xạ được chữ Hán này đọc gì không? Đó, xem thì chữ Hán cho các bạn là mặc dù là không cần kiểm tra chữ Hán trong phần này nhưng mà chúng mình sẽ là gì bạn nhá, xem bạn nào nhớ được cái chữ Hán thứ hai đọc như nào, à, chữ Hán đầu tiên đọc như nào ạ, dòng đầu tiên đọc như nào ạ, em nhìn là xong rồi nhé. Ok rồi, cái chữ Hán đọc là gì bạn nhá? Shio thì bạn nhá, shio chiu, à có nghĩa là đang gì bạn nhá? Đang sử dụng đúng không? Wow. Tôi yêu ý mì đúng không? Được chưa? Mình đang giải nghĩa nhá mọi người, đã chưa? Đó, giải nghĩa thì cái phần trong ngoặc này sẽ là phần giải nghĩa của cái shio chiu. Đúng rồi, đang sử dụng chính xác. Vậy thì cái phần giải nghĩa này sẽ là sukatteiru hay là kaigishiteru ạ? Rồi, cái này là làm bài tập để nhớ câu thôi chứ chả có gì đâu, đúng không, được chưa? Ok, chính xác là đang sử dụng rồi đấy, được chưa? Vậy có hai đoạn mày đây. Sukatteiru hay là kaigishiteru ạ? Thì bắt đầu tay quá, nhanh nhất nào. Nhanh nhất ạ. Đoạn mày đây nhỉ? Rồi, hay, rồi. Mình giải thích là đang sử dụng rồi còn gì đúng không? Chiêu chiêu của mình đang sử dụng rồi đúng không? Giờ chiêu chiêu wa chikatteiru という意味ですね。Chính xác rồi. Chiêu chiêu wa chikatteiru という意味です。Đúng không? Số 2 chính xác rồi. Hướng Dương Sàng nhá. Akira Nguyên, Thám Su, Dung Lê, Tú Lương Sàng, いいですね. Ok. Rồi. Sugi, Samang desu. Samang desu. Nani yani jikan ga nai. Cái này là jikan. Cái này là isogimashou. Đúng rồi, đang sử dụng đúng rồi. Bạch Thị Kim Sàng, không đúng ạ. Hai. Vậy chúng mình sẽ có là mô hay là mà đà đấy ạ? Mô hay là mà đà đấy cả nhà ơi? Cái này nhá, tí nữa chúng mình sẽ có một cái gì gọi là có một cái form ấy, được chưa? Đó, có một cái form rồi các bạn là cứ thế, đúng không? Ngày mai mình sử dụng nhá, trong thời gian hàng ngày luôn. Hạnh, sao mong nó có tèo á? Thám Xu đáp án rồi, rồi, Hương Dương rồi. Bảo Đại Nguyễn sang con mong ạ. Xin chào mọi người, Thị Út sang B, rồi. Nhớ xe là phía sau có nai các bạn nhé, không nhé, chỉ cần cái này là không có thời gian, được chưa? Thế nên cái này sẽ là gì các bạn nhỉ? Cái này là mô các bạn ạ. Mada là vẫn chưa, vẫn đang các bạn ạ, được chưa? Cái này là mô gì cần cái này mọi người, được chưa? Có nghĩa là không còn thời gian nữa,
Được chưa? Mỗi gì cần cái này này, không có thời gian nữa đâu, cho nên là gì bạn này isogimacho. Nhanh chân lên, khẩn trương lên. Các bạn nhắn được chưa? Câu này là đáp án mấy của bạn nhỉ? A nhá. Chúng mình sẽ có này. Mô cộng với giả phủ định. Được chưa? Thì nó sẽ là không còn gì nữa. Ví dụ tầm này đúng không? Chưa có lương đúng không? Hết tiền rồi đúng không? Mô cái này cái này này. Được chưa? Mô cái này đúng không? Trả gì bạn nhớ. Chả còn tiền nữa nữa mọi người được chưa? Đó. Hoặc là cái này đi với thể khả năng các bạn nhớ được chưa? Đi với thể khả năng được chưa? Dạng phủ định ý, thì mình có nghĩa là không làm gì nữa. Ví dụ như mình sẽ có là gì bạn nhỉ? Chạy đi. Mô hashire này không chạy được nữa. Các bạn nhớ được chưa? Mô cộng với nay mọi người không gì nữa mọi người nhớ được chưa? Đó. Thì cái này là không có thời gian nữa, còn ma đà là vẫn đang vẫn chưa các bạn ơi. Đó, cho nên con này đáp án A nhớ được chưa? Văn Thương Sằng đúng rồi nhá. Bùi Hiền Nguyễn Thanh Sằng. Văn Dương Sằng. いいですね。はい。皆さん、偉いですね。そうそう。すごい。いいですか？ OK じゃない？ 4 番ですね。コスモな。Đó. Xem vừa lấy luôn ví dụ là mô gì cần cái này mọi người. Được chưa? Không thời gian nữa. Thì chúng mình lại có là ni phương 2 phút. Đúng không? Ni phương aru. Akirame du na. À. Akirame du na đúng không? Vừa học xong ve du na đây là thể gì bạn ơi? Thể gì bạn? Cấm chỉ đúng không? Cấm. Akirame du na đúng không? Akirame du là từ bỏ. Vậy akirame du na sẽ là cấm gì đây? Cấm từ bỏ. À chúng mình sẽ có phía trên người ta kêu là mô gì cần cái này không có thời gian nữa đâu. Đúng không? Thì bạn phía dưới bảo là 2 phút. À khi đam mê được nào? Cấm hút được từ bỏ. Thì út Trịnh Hồng rồi này. Các bạn khác thì sao? Xem rất muốn các bạn là gì các bạn này. Dù đúng dù sai thì các bạn cứ bình luận đi. Loạn xịt ngậu lên đúng không? Nên mình thảo luận với nhau cho nó xôm. Đúng không? Đó. Coi như đây là suy nghĩ của mình đúng không? Sai thì lại chính là lại còn nhớ nhiều hơn đúng không? Rồi. Rồi. Ok, Tuấn Anh rồi, Tuấn Lương. Rồi, con này bao chờ lâu nữa, con này đáp án sẽ là gì bạn nhỉ? Ma đà. À, thì dù có thêm chữ ma đà vào phía trước câu này thì về thực tế là vẫn 2 phút mọi người nhá. Về thực tế của mình vẫn chỉ là 2 phút thôi. Thế nhưng mình thêm ma đà là vẫn đang và vẫn chưa mọi người. Được chưa? Thì cái này sẽ là vẫn còn tận 2 phút nữa. Được chưa? Để ngầm thể hiện cái việc là 2 phút là đang rất là nhiều lắm. Còn tận 2 phút nữa đấy, đúng không? Được chưa? Cho nên là không có được từ bỏ. Có thêm cái ma đà vào hay không ấy thì nghĩa một câu, nghĩa câu đấy nó vẫn cái bản chất của cái sự việc ở đây là vẫn thực tế vẫn là chỉ 2 phút thôi, thực tế vẫn chỉ 2 phút thôi các bạn nhớ chưa, nhưng mà thêm cái ma đà vào nữa để hàm ý là còn tận 2 phút nữa đấy, để cho cấm đầu từ bỏ các bạn nhá, thấy chưa, không được bỏ đâu, vẫn còn 2 phút rồi nhá, ma đà vẫn còn vẫn đang, thấy chưa. Hay chứ, còn nếu mà bây giờ mình sẽ nói là ato còn ni phương 2 đâu à, a được chưa, đó thì cái gì là gì bạn nhỉ, chỉ còn có 2 phút mọi người nhớ chưa, áp tổ ní phân, ví dụ như xe cho các bạn làm bài, xe cho các bạn làm bài kiểm tra được chưa, hay nhắc này còn có 5 phút nữa thôi nhá, thì mình sẽ là áp tổ go phân this, là còn có 2 phút nữa thôi, tức là thể hiện ra là gì bạn, là thể hiện ra là 2 phút ấy, 5 phút hoặc 2 phút đấy là một con số gì còn ít nữa thôi, trong khi mình đang muốn động viên người ta được chưa, thì mình phải động viên là gì còn tận 2 phút chứ, được chưa, còn tận 2 phút nữa thì mình sẽ làm bài ma đà nhá, còn nếu mà thêm cái áp tổ vào thì nó là còn có 2 phút thôi, thì làm sao mà động viên được, được chưa, các bạn hiểu câu này chưa. Mình câu số 5 nhá. Để tự từ các bạn ơi. Rồi. Nãy một số các bạn đúng ấy. Rồi. Anh chúng mình có từ Hán. Chữ Hán đây là nô đi mono của mình rồi chưa? Phương tiện giao thông là xe cộ đấy ạ. Rồi. Nô đi mono là phương tiện giao thông là xe cộ đấy ạ. Nô đi mono. Chiu y shiro. À, mệnh lệnh nhá. Được chưa? Các bạn hình dung không ạ? Ok. Hướng dẫn sàng. Đấy. Hy vọng là sau buổi hôm nay thì mọi người giúp ích gì đó mọi người mà có thể nhớ thêm một cái gì đó mọi người nhớ chưa? Hai rồi chúng mình sẽ có norimono. Norimono là gì bạn, phương tiện đi lại này. Chiuishiro thì nó là chiuishiro hay là chiuishimasu hay chiuishite kudasai thì nó cũng không ảnh hưởng đáp án câu này, bởi vì cái mình quan tâm đó là gì bạn, là chiuishiro nó xuất từ chiuishimasu là chú ý, cẩn thận để ý cái gì và chú ý tới cái gì, trợ từ gì bạn nhỉ, trợ từ đi, chắc chắn rồi, chính xác rồi các bạn ơi, chính xác D rồi nhá, được chưa. Hay câu này sẽ là chú ý tới cái gì cho tự nghĩ nhá, được chưa, chú ý cẩn thận cái gì cho tự nghĩ nhá, được chưa. Hay ví dụ như là đi ra ngoài đúng không, bố mẹ đúng không, dặn là chú ý xe cộ đúng không, được chưa. Đó, tuy nhiên câu của mình đây là câu dạng mệnh lệnh thì nghe nó hơi mạnh, truyền đạt hơi mạnh đúng không. Đó, mình thì mình có thể nói là gì bạn, à norimono ni chú ý してください, thôi thế thôi. À câu này cho từ ni nha, Trịnh Hồng nha. Bố băng này, à lục băng này nè. Câu này thì là hoàn toàn là dựa cái việc là mình học theo cúp các bạn nhé. Học theo cúp. Mira sa mo ima seki hazushite imasu. Seki là chỗ ngồi. Hazushimasu đây là cái việc là rời khỏi chỗ ngồi mọi người nhé. Cái này học theo cụm luôn các bạn nhé. Cụm luôn nè. À.
nào mà học từ vựng bài này rồi là chúng mình sẽ làm được luôn này, học cái cụm này mình có cho từ D đi ô đã ấy. Con nó tài quá. Câu số 6 sẽ đáp án gì đây? Sẽ cần một bạn nè, cần bạn nào nhanh nhất nào. Chúng mình có cụm là Amida bây giờ đang rời khỏi chỗ ngồi rồi nhá, được chưa? Rồi, hướng dương sằng đáp án nhanh nhất này. Đây bạn hướng sằng không ạ? Thì út rồi, C. Đấy, Tùng Linh C. Thanh B. Đấy. À, chúng mình có hai đáp án chính đó là nhị với cả đệ, với cả ổn đúng không? Sensei komawa wa hisashiburi desu ne. Quỳnh sang hisashiburi desu ne. Hai. Rồi. C đó. Rồi ok rồi. Câu này sẽ là gì bạn? Cái này học theo cụm thôi các bạn. Cụm từ nhé. Cho khi học từ vựng ấy các bạn được học lẻ. Mà cái nào mà có cái trợ từ đặc trưng ấy là chưa thì mình học cụm luôn. Học theo trợ từ đấy luôn. Học cả cụm luôn. Không học lẻ nhá, chưa? Mình có cụm Sekio Hazushimasu. Thế có nghĩa là rời khỏi chỗ ngồi. Đấy chưa? Sekio Hazushimasu có nghĩa là đang rời khỏi chỗ ngồi. Ok chị ạ nhỉ? Được chưa? Hay. Vậy là hôm nay chúng mình đã hoàn tất cái phần là gì bạn nhỉ? À, hệ thống kiến thức chắc chắn của bài 32, 33 đúng không? Đó, cái chặng đường này còn dài đúng không? Chúng mình sẽ học hết được 4 nhé, mở rộng vào 4 và lên được 3. Cho nên là chúng mình nhớ là phải học thật chắc cái phần kiến thức sơ cấp để chúng mình có thể học lên được 3 được mọi người nhé. Được chưa? Thôi, buổi live hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Buổi thảo luận kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã thảo luận rất là nhiệt tình. Mình sẽ chia sẻ this. Và ta cái lịch live cố định của mình sẽ là tối thứ năm với nội dung là hệ thống kiến thức là 4 các bạn nhé, là xưa, cho nên là hẹn các bạn vào tối thứ năm tuần sau mà ta nè. Hai ôi rồi hướng sáng ơi, hướng dương sáng ơi, cái này nó không liên quan cho nên trong cái câu là vào ra đấy đâu, thấy chưa? Thế còn cái mà mình hay nói với nhau đấy là cái vào ní ra ổ hố đấy, thấy chưa? Vào ní ra ổ đấy, thấy chưa? Nó là vào ní ra ổ chứ không phải ra ní vào ổ đâu, thấy chưa nhá. Thôi Tuấn Anh sàng, ăn cơm chưa? Hai. Hẹn Tuấn Anh tại cô xe nha. Hai. Dạ mình đã xả đi cái tô dài mát ta. Bye bye. Ôi, hỏi 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 luôn đi. Hai, Thanh sàng hỏi luôn đi trước khi xe tắt lại này. Isuka? Mà là wakara nai ne, Trung Minh sàng. À, 10月11日ですね。はい。10月11日です。Em có đăng ký lớp chữa đề 12 buổi á? À, thì đấy là cái khóa sao em nhỉ? À, cái phần đăng ký lớp luyện đề này được chưa? Thì em có thể nhắn tin trực tiếp cho trung tâm nhé. Nhắn tin trực tiếp cho trung tâm thì là các bạn bên tư vấn khóa học. Trung tâm có không ạ? À? Có nha các bạn ơi, trung tâm mình có, trung tâm cô sẽ có cái khóa, các bạn cứ đây các bạn thấy là cái fanpage và sẽ đang live đây này, thì các bạn cứ nhắn tin trực tiếp vào cái fanpage này mọi người nhá, được chưa? Nhắn tin trực tiếp vào đây luôn thì các bạn ở bên tuyển sinh thì các bạn ấy sẽ nhắn cho mình cái thông tin khóa phù hợp nhá, không lo bị lừa đâu, bởi vì đây là chờ cái trang chính ấy, mọi người trang chính nhá, các bạn đừng đi những cái nick có rất nhiều nick người ta lừa ấy mọi người, cho nên mọi người cứ đi vào cái trang chính này, sẽ đang live đây, Thúy sẽ đang live đây, mặt của Thúy sẽ đang đang live đây, các bạn cứ nhắn tin vào trang chính này thì là Nguyễn Thanh Sang cứ nhắn vào thì các bạn tuyển sinh sẽ gửi cho mình cái lịch thời gian này rồi lộ trình mình xem là có phù hợp không thì mình đăng ký nhá. Dạ. Ok đúng không? Rồi, ok, xem, Oscar Samadis, bye bye, xem tắt nha. Chúc mọi người buổi tối về.